cải nó cứng nhắc luôn á, nên nó rất là nặng hả chị ha. Dạ. Tấn lên hả anh Tiên? Tấn lên hả? Chị chú Thiện Minh và cô Diệu Tiền 5 triệu đồng nữa là tổng cộng 10 triệu ha. 1 2 3 4 6 7 8 9 10. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác, quý anh chị. Sáng ngày hôm nay thì Bùi Hồ đang tiếp tục có mặt trên cái ruộng cải của anh Tiền á cô bác quý anh chị. Cũng như Bùi Hồ có thông tin đó là anh Tiền đã cho hết 2 tấn cải để chuyển lên Sài Gòn ngay tại trạm cơm của em Phong. Sáng còn hơn 1 tấn còn lại thì sáng ngày hôm nay mấy anh em cũng tiếp tục cắt để mà vận chuyển lên Sài Gòn vào trưa hôm nay. Ngày hôm nay thì chỉ khoảng hơn 1 tấn thôi, nên Trung sẽ lái một cái chiếc xe tải trọng tải nhỏ sẽ chuyển lên Sài Gòn vào ban ngày luôn cô bác anh chị. Và đây là cái đám ruộng cải rất là tốt của anh Tiền, mà nếu như mà không được giải cứu á, thì sẽ chỉ có nước là gọi là bỏ thôi. Anh nói là khi mà cho từ thiện hay là làm cách nào á, thì anh cũng rất là vui, anh chấp nhận với cái công việc lỗ của mình. Vì lý do là cải này nè cô bác anh chị, phải đợi khô lá thì mới có thể là cắt được. Và khi mà mặt trời vừa ló dạng cắt rồi, sau đó mình sẽ phơi cho nó khô lại, thì mình mới vô cái bọc như thế này được ha. Ở đây ra ngoài đường thì cũng khá là xa, khoảng 60-70 mét gì đó cô bác anh chị đó. Và các cô các chú đang cắt nè. Dạ chào anh. Dạ. 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 Các anh có ăn uống gì chưa? Dạ hả? Cải này nó có ký ghê luôn á. Dạ, cải đẹp đó. Dạ. Cho em coi cái bắp lại. Hôm qua cầm cái bắp là đâu khoảng nửa ký vậy á. Có cái bự. Anh nói là cho từ thiện lỗ anh vẫn vui. Dạ vui gì không có bỏ phí. Dạ cái cây này là cắt để lên là được nè ha. À, lấy cái này coi chị, cắt cái này cho em. Anh Tiền thì thuê đất để mà trồng thì rất là vừa tốn công vừa tốn tiền thuê đất nữa, mà nếu như mà này mà bỏ phí đó thì nó rất là uổng luôn. Và thậm chí là anh bây giờ hiện nay cái tiền mua phân thuốc sâu và tiền thuê đất nhiều thứ lắm cô bác anh chị. Đó, một cái bắp cải rất là to luôn, rất là cứng luôn ha. Cái bẹ cải nó cứng nhắc luôn á, nên nó rất là nặng hả chị ha. Dạ. Có ở ngoài này có nước uống gì chưa? Dạ. Mình khoảng 11 giờ mình chuyển lên kịp không anh? 11 giờ trưa. Dạ, để em nói xe tải, để xe tải lại để chuyển lên Sài Gòn trong buổi sáng luôn. Hàng này hàng đẹp, đi sớm đi. Dạ. Sáng nay cũng hôm qua mà nếu như mà đủ người thì cái phần này là không phải còn đến ngày hôm nay đâu. Dạ. Cái này mà muốn trồng là phải mua gom này nè cô bác anh chị, phải tủ lên. Đó. Mà nếu như một công cải mà mua gom tủ lên nghe nó cũng khoảng gần 2 triệu tiền gom á. Một cây gom là 20 ngàn đúng không chị? Cuộn gom 20 ngàn. Bữa nay từ 25 ngàn cuộn rồi đó. Mà lên rồi. Ngoài là 24 rồi đó. Dạ. Bằng gãy năm nay lỗ quá ha. Dạ. Nhưng mà anh chị cứ yên tâm đi, không có lỗ nhiều đâu. Dạ. Dạ. Cải này đẹp ghê á.
ở ngoài ông Sáu thì cây cải nó bị gió nhiều quá, rồi đất nó bị chắc có vấn đề nữa, nên thành nữ là cây cải nó bị thu nhập nó không có cao. Dạ. Dạ. Bắp bự mà cái cây cải nó cứng, cứng cáp nó đẹp. Mà nghe mọi người nói là anh Tiền là anh làm giỏi lắm mà. Sao bằng sáng đêm không ngủ đó. Dạ. Rồi. Cắt cho buồn không anh Tiền ơi? Vui với buồn gì? Vậy. Vui với buồn gì? Vui với buồn gì? Mình nói mình dư mà người ta thiếu thì gì đang được cái cải của mình là mình mừng, mình vui. Vui về nhà vợ chuẩn bị soạn bị đồ đi Bình Dương kìa. Ông Sáu có chú Hồ ở đây mới vui nè chứ. Dạ. Có chú Hồ ở đây cũng buồn. Còn có tối về gấp trai tráng nghỉ chắc đem đổ đâu đây nè. Dạ. Đây là ông Sáu nè, còn đây là anh Điện nè, cùng chung với nhau nè. Đó, bây giờ trồng cây cải mà bị bạn hàng không mua rồi cái buồn ghê lắm. Đất ở ngoài này nó ít gió hơn với lại ít nước hơn của ông Sáu ha. Sao bị mắc mưa hôm trước trận quá thế luôn. Quá mưa. Dạ. Ông Sáu nó gác tay lên trán không biết đổ đâu nữa. Ở đây không biết đổ đâu, ngoài ngoài thì đổ dưới sông. Dạ. Ở ngoài đổ dưới sông, ở đây là không có chỗ đổ luôn hả anh? Này chắc khoảng hơn tấn anh hả anh Tiền? Tấn lên. Tấn lên hả? À, anh thấy người nông dân làm lũ không cô bác anh chị? Tay thì chai, lưng thì bắn lưng cho trời bắn mặt cho đất mà. Thậm chí là ban đêm là anh Tiện là không có ở nhà mà để đi vô đây mà tưới cây cải luôn á. Dạ, tưới giết bà nhằn luôn á. Dạ. anh Tiện bị bà chị nói là sao ông tưới gì ông tưới hoài vậy. Dạ. Bị bà chị phàn nàn. Dạ. Tôi rút ớt mà rút qua trên đất của trên ống dẫn vậy đó. 12 giờ rưỡi khuya mà bả sai lính tôi với trời lên kiếm tôi. À, vậy hả? Rồi kiếm được mừng không? Được mừng á. Ủa anh Tiện không có xài điện thoại hả? Trời ơi. Chạy bỏ vô túi với là mày cứ. Ờ không xài điện thoại luôn. Trời ơi. Thương ghê không? Khỏi mạng xã hội luôn. Rồi vậy sao coi YouTube được? Giờ kêu lính bắt lên coi. Dạ. Anh Tiện cũng còn nhiều công, ông Sáu thì chỉ có 1,5 công thôi, nhưng mà anh Tiện trồng rất là nhiều công. Đất là toàn là đất thuê hết á. Đất thuê rồi mua phân với lại thuốc sâu là phải mua thiếu. À. Hai vợ chồng cắt cổng với nhau để mà mong cái cây cải được bán ra để mà lấy tiền để trả tiền đất, tiền thuốc sâu, nhưng mà coi như vậy là trắng tay rồi. Mà nhìn bà con cô bác chị mình cùng nhau cắt thấy nó cũng vui vui ha. Dạ. Dạ. Dạ, ơ, thương ghê không? Có mấy chú bên này cũng 6 mấy nè, 5 mấy, 6 mấy nè, ông Sáu thì 75 rồi. Con cháu là U70 đó. Dạ. Ông có 75, thì 60 cái đội. Sáng nhìn cái cảnh ở quê, cô bác anh chị nhìn thấy nó thanh bình ghê không? Nhìn thấy nó đẹp ghê. Nhưng mà chưa nắng chút xíu nữa, đen thừa lùi luôn. Ngày qua đi về ha. Dạ. Nó ông nhậu thì sao ông đỏ chứ. đi làm từ thiện mà vợ tưởng nó nhậu thôi chứ. Dạ. Bà chị kế bên không nói bộ anh nhậu gì anh tư nó đâu có. Dạ. Nó đi làm từ thiện đó vậy hả? Mặt bài đỏ trên cường chết. Dạ. Thôi đen đen gì mà chân chất thật thà dễ thương rồi. Dạ. Đen da như lòng anh trắng à. Cái khúc này nó hơi bị úa ha anh Tiện ha. Nó già quá, già lắm. À nó lớn ký ha.
nó già, nó cái lá nó gần như là nó bị héo hết rồi. Cải này mà nếu như mà không thu hoạch mà lố ngày thì nó sẽ già rồi nó tàn cái lá xuống luôn, gội xuống luôn. Hôm qua về bà Sáu mừng dữ không ông Sáu? Bà Sáu mừng không? Dạ. Sau đó các vị là sư cô ở chùa ủng hộ rồi thì chuyện đó mừng rồi nó còn gì nữa. Dạ. Có một cái trạm cơm ở Sài Gòn nữa nên là nữ là thật thì nếu như mà không có ở Sài Gòn mà để mà trạm cơm của em Phong rồi cũng như chị Tưởng rồi mọi người chung tay nhau thì không biết cái cải này sẽ giải cứu như thế nào luôn. Mà chăm bẩm lên thì thấy cái cải của mình mà bị bỏ đi thì thấy thật là rớt nước mắt thiệt á. Tại vì nó không những là cái công sức tiền bạc mà nó có kể cả cái hy vọng của mình vào trong đó nữa. Đó. Dạ vốn liếng rồi đủ thứ hết á. Chứ đâu phải là một cái chuyện đơn giản bình thường đâu. Nó phải chắc chiêu từng cái lá cải nó như sao hay không? Đúng không sao? Để làm nên cái cải nó đâu phải là đơn giản đâu. Nó cũng quá thần hạn rồi, nó mới gì như thế này nè. Mấy vị là sư cô ở Sài Gòn đó, nói chung là đúng hơn là với tôi á thì coi như đồng đạo với mấy cô đó đó. Dạ. Cái này là mình bỏ ha ông sao? Bỏ nó hơi. Dạ. Hơi này ha. Dạ. À, bỏ đi. Lấy được tốt tốt một chút. Dạ. Ví dụ như gì nè ha. Rồi bây giờ cái lá này nó ấy nè ha. Nó vậy đó. Dạ. Rồi mình lấy được. Mà cái loại này đó ha là quan trọng là cái này ăn cái ngon. Dạ. Cái lá không bằng. Đúng rồi, cái bẹ. Ờ cái bẹ mới ngon. Dạ. Bằng dưa rồi. Dạ. Bằng dưa là cái bẹ nó ngon. Thật ra là những người mần cải như thế này à. Vì sao mà lại cô chú mằng cải mà khi mà thương lái không mua mà mùa sau vẫn tiếp tục trồng á, thì Bùi Hồ thông báo với cô bác anh chị á, cải này thứ nhất là vốn nó rẻ, vốn đầu tư nó rẻ hơn so với những cái nông sản khác như là dưa leo hay là ớt. Ớt thì nó cũng chi phí. Dạ, hành nữa nó cũng mắc lắm. Và thứ hai là thời gian thu hoạch của nó cũng khá là mau, nó chỉ hơn một tháng thôi, một khoảng 37-38 ngày là đã có cây cải rồi. Và thứ ba là vào độ tháng 7 này nè, là vào độ tháng của ăn chay ăn tương. Nên là nữ là cô chú sẽ sử dụng cải này rất nhiều cho những cái dĩa cơm chay á, mình sẽ ướp dưa cải rồi sau đó mình lên mình ăn với tàu hũ thôi nó cũng ngon rồi. Mình các cô chú thì khi mà trồng thì cũng phải có dự tính rằng là tháng 7 này mình sẽ trồng cây này thì nó sẽ dễ ra cái đầu ra hơn. Tuy nhiên thì khi mà thương lái không mua hoặc là thương lái ép giá thì một điều gì đó nông dân phải chịu đủ hết à, phải lãnh đủ hết tất cả luôn. Vậy không biết kêu ai mà cũng không biết than thở với ai, chỉ biết về nhà than với vợ rồi vợ la rồi thôi. Mà vợ la thì la, bây giờ thấy chồng làm cả ngày cả đêm ở trong cái đám gãy mà vợ la thì thấy cũng thương chồng chứ. Rồi vợ la nhớ kiếm đi để la. À chị. Dạ. Dạ. Nhưng mà lỗ rồi không có la đúng không? Tại dạ. Cái số mà số ai nó hưởng. Nhưng mà kiểu như giờ có không có bỏ phí gì là không có buồn. Dạ. Có người ăn được mình. Có người cần gì là mình. Đó, thấy người miền Tây nói chuyện dễ thương như không? Mình bỏ phí luôn á là buồn luôn, là lớp lỗ tiền, lỗ công mà bỏ phí uổng, còn cái này giờ mình không có uổng. Vậy là buồn gấp đôi luôn á. Bỏ phí là buồn gấp đôi. Bỏ phí là buồn gấp đôi. Dạ còn bây giờ thì có được đầu ra như thế này, có nơi sử dụng thì mình sẽ buồn còn lại phần nữa. Nhưng mà vẫn vui thì mình không có bỏ phí. Dạ. Thật ra thì quan trọng cái cuối cùng lại á là mình cần cái đủ sức khỏe để mình làm được rồi. Dạ. Mong sao mà gia đình mình đầy đủ sức khỏe hết để mà có thể làm dù. Dạ đúng rồi. Làm vụ mới. Làm vụ mới lại. Chứ vợ chứ gãy mình vẫn làm. Dạ. Có nghĩ được. Dạ. Những người mà lao động chân chất thì chân tay thì lúc nào cũng chịu phải chịu thiệt rồi so với những người mà thương lái rồi. Thương lái thì có đầu ra thì thương lái mới mua.
Còn những cô chú trồng cải như thế này không biết trồng khi mà hạ cái hạt giống xuống không biết có ra được hay không nữa. Dạ, rồi nhiều thứ lắm. Và thậm chí là thương lái mình không dám nói nặng với thương lái nữa chứ. Có những cái tình trạng mà buôn bán như lúa, Bùi Hồ tại vì cũng là nông dân nên hiểu cái là khi mà thương lái mà đặt cọc nha, mà đặt cọc mà cái ví dụ như lúa 5.000 kg đi, mà đợt đó lúa lên khoảng 7.000 kg thì thương lái cũng đâu lên cho nông dân đâu. Nhưng mà nếu như mà xuống khoảng 4.000 kg là thương lái lại bớt mới căng, không bớt thì nghỉ. Đó nên là nữ là đó là trong những cái câu chuyện có thật của người nông dân với lại thương lái nên là nữ. Dạ. Dù mua giá 7.000 vô không có đó mưa nhẹ cái là trời là. Dạ, nông sản là nó bắt buộc phải vậy á. Mình cũng đây cũng vậy thôi. Dạ. Nếu mà lên thì làm thinh là không có cho mình hay. Dạ. Dạ, lên là đòi cắt liền, đòi nhổ liền. Còn mà nếu như mà sụp thôi để neo neo vài bữa nữa. Không phải, cái đó là thật. Nên thành nữ cô chú nào mà có là thương lái thì cũng phải hiểu thêm cho người nông dân tí xíu. Ví dụ như thương lái có ăn thì nông dân cũng phải có được miếng gì đó. Tại vì làm này thấy cực khổ không? Cực khổ lắm. Dạ. Dạ. Người thì có cơm thì người kia cũng phải có cháo mới được chứ. Mấy cô chú giỏi ghê á. Còn chừa cho mình miếng nước mắm. Nước mắm với cái tô. Thôi thì bây giờ đây là cái lần lên xe là tải lần thứ hai để chuyển lên Sài Gòn. Cũng chân thành cảm ơn tất cả các cô chú anh chị Mạnh Thường Quân đã đồng hành. Và Bùi Hồ hứa rằng là sẽ không có để cho các cô chú nông dân, những người chủ đất như thế này phải chịu thiệt thòi. Và Bùi Hồ sẽ giải thích ở video clip sau ha. Còn bây giờ thì không có nói chuyện, để cho cô chú còn tập trung làm để mà vận chuyển kịp lên xe. Xe cũng lên vào trưa hôm nay ngược lên Sài Gòn. Và tiền thuê xe thì Bùi Hồ nghe nói em Trung nói là nó rẻ hơn 200 hay sao á. Hôm trước là hai chiếc xe tải lớn thì là nó 2.8 triệu kể cả luôn tiền tài, còn này giảm được khoảng 200 thì nó khỏe 600 thì nó khoảng chừng 2.6 triệu. Ở thì Bùi Hồ sẽ chia sẻ ở những video clip sau để cho cô bác có chị biết được luôn. Còn bây giờ thì thôi, xin chào và hẹn gặp lại cô bác của chị. Ông Sáu ơi, có nhớ là cải của mình đã được vận chuyển lên Sài Gòn mấy ngày rồi không? Vận chuyển Sài Gòn là cái bữa thứ tư. Dạ. Thứ tư, bữa nay là thứ bảy rồi. 5, 6, 7, 3 ngày, 3, 4 ngày rồi. Sau khi mà đám cải của ông Sáu được giải cứu thì cái cảm giác của ông Sáu như thế nào? Thì cảm thấy cũng mừng lắm chứ. Dạ. Mừng lắm. Thưa với cô bác quý anh chị, vừa rồi thì Bùi Hồ có thay mặt cho chú Thiện Minh và cô Diệu Tiền để hỗ trợ cái phần xe với lại mua cái công cải của ông Sáu với giá là 5 triệu đồng rồi vận chuyển xe lên Sài Gòn. Và không những là ông Sáu là một trong những nông dân mà bị thương lái không mua, rồi bắt buộc là đem những cái đống cải của mình, một là bỏ đi, còn hai là chỉ có nước là cho từ thiện thôi. Và kế bên ông Sáu đây là anh Tiện là có hai vợ chồng. Tuy nhiên là anh Tiện cùng với lại vợ của mình là đầu tắt mặt tối ở trong những cái luống gãy như thế này. Anh đi làm từ sáng sớm cho đến, thậm chí là cho đến là chiều tối vẫn chưa về nhà. Và đất của mình là như thế nào anh Tiện ha? Mình thuê mỗi một công như là 4 triệu. Dạ. Rồi mình bằng công cải đó, nếu như mà anh không hay cho từ thiện thì số cải đó anh sẽ làm gì? Chắc bỏ chứ đâu có làm gì đâu. Dạ. Thưa với cô bác quý anh chị là anh Tiện thuê một công như thế là 4 triệu cho một năm, và anh thuê mấy công? Thuê 7 công. Vậy thì thuê 7 công, vậy thì tiền vốn mà để từ cái cải khi mà xuống giống cho đến thu hoạch luôn là mình tốn bao nhiêu tiền chi phí anh Tiện hả? Theo một công chi phí cũng cả 7 triệu ạ. 7 triệu đó là từ phân thuốc sâu hay là? Phân thuốc sâu, cây giống, rồi xới đất, rồi với mướn người ta trồng rồi luôn. Tủ gom luôn ha. Rồi cái việc làm cỏ rồi mình có mướn người ta không? Làm cỏ là làm nhà không à? Hai vợ chồng anh cũng làm 7 công luôn. Nhà. Rồi bây giờ là vừa thiếu 7 triệu tiền thuốc sâu nè, tiền phân nè. Rồi thiếu luôn cả cái tiền thuê đất. Thuê đất nữa. Thì
gia đình anh làm sao để mà xoay sở những cái khoản đó? Thì miễn không có thì mình hỏi dài ở sớm mình tiếp tục làm nữa. Cũng trồng cải nữa. Anh nói là mình thuê đến 7 công. Vậy thì bây giờ mới thu hoạch vừa rồi chỉ hơn 1 công thôi. Hơn công. Vậy mình còn mấy công cải nữa hả? Còn gần 6 công nữa. Dạ, khi nào thu hoạch? 6-7 bữa nữa, cả 2 công. 2 công. Đó, cô bác của anh chị là 6-7 bữa nữa. À, hiện nay là thương lái có hỏi mua chưa? Chưa nữa. Chưa nữa. Rồi nếu như mà không có hỏi mua thì anh sẽ xử lý không, như thế nào? Không mua nữa thì mình cho từ thiện nữa chứ sao vậy? Cho từ thiện nữa. Người ta giàu thì người ta mới cho từ thiện. Mà mình không có gì mà của mình xuất ra rồi mình cho từ thiện nữa. Mình thấy mình có buồn không? Chắc cũng không buồn đâu. Tại vì người ta không mua thì mình cho được. Mình với nhau thì ăn cải nó vui. Miếng người ta vui thì mình vui à. Chứ không chắc không buồn miếng ai sao mình vậy. Anh Tiện là năm nay bao nhiêu rồi? Năm nay được 50. 50 rồi. Vợ của anh? 47. Hai vợ chồng là không có đất ruộng, là phải thuê đất rồi không có đất phải thuê rồi làm, hai vợ chồng tự làm hết luôn. Sức công làm lợi. Cô bác của anh chị biết không, tình cảnh của những người nông dân làm gãy phải chịu cái cảnh bấp bênh như vậy. Có khi lái mua thì đôi khi trúng thì được lời nhưng mà lời ít thôi, còn đôi khi không trúng, có trúng nhưng mà lái không mua thì coi như là cũng trắng tay, đúng không? Trắng tay. Anh Tiền và ông Sáu ở đây á, là Bùi Hồ được Úc Nhất nè, rồi Úc Đồng Tháp giới thiệu rằng là ông Sáu đang tuổi cao rồi, 75 tuổi rồi, nhưng mà trồng cải thì đến ngày thu hoạch thì bà Sáu làm cùng với ông Sáu á, làm thuê á, rồi bao nhiêu tiền của bà Sáu làm đều đắp đổi vô cái công cải của ông Sáu, nhưng mà đến thuê không có ấy, ông Sáu công của ông Sáu cũng không có luôn, mà thậm chí là ông Sáu nhiều đêm ngủ không được hả ông Sáu hả? Cũng lo lắm nha. Bây giờ là hết lo rồi đúng bây không? Bây giờ hết lo rồi. Mùa sau là tính trồng gì? Mùa sau là tính trồng lại dưa leo. Dưa leo. Còn anh Điện? Chắc cải nữa quá. Cải nữa. Nông dân thì nói chung là trồng thì không biết là cái nhu cầu của thị trường thì như thế nào, nhưng mà trồng thì theo cái kỹ năng rồi theo cái theo cái kinh nghiệm lâu năm á, trồng được cái nào đó lời được thì hay. Nhưng mà làm thì cũng cầu may thôi. Cầu may làm dân làm rẫy và làm cũng cầu may. Dạ. Ông Sáu thì được được hỗ trợ, được chú Thiện Minh, cô Diệu Tuyền hỗ trợ, còn anh Tiện là cho không, không cần hỏi đến một đồng nào. Cô bác anh chị thấy cực kỳ tốt không? Và thưa với cô bác anh chị, lúc đầu Bùi Hồ sở dĩ nói vì sao là lại hỏi ông Sáu là khoảng mấy ngày rồi, vì trong thời gian giải cứu những cái đám cải thương lái không mua từ ông Sáu và chú từ ông Sáu và anh Tiện, thì Bùi Hồ có vận chuyển lên Sài Gòn cho em Phong Bụi và chị Tưởng để giải cứu tiếp. Và giải cứu chuyến đầu thì tiền chi phí của chú Thiện Minh và cô Dự Tiền là 7.8 triệu. Của anh Tiện thì phải cắt 2 ngày. Chuyến đầu thì vận chuyển lên khoảng 3 tấn. Tiền thuê xe là 2.8 triệu và tiền trả cho ông Sáu là 5 triệu nữa là 7.8 triệu. Chuyến sau thì thuê chiếc xe là 2.500.000 đồng. Và anh Tiện thì không lấy tiền. Cô bác của anh chị, đó là những cái chi phí để mà giải cứu đám cải. Và nếu như không có những cái nơi và những cái lòng tốt như là các cô chú quý anh chị, quý mạnh thường quân, không có em Phong Bụi, không có chị Tưởng và tất cả các anh em, thì chắc có lẽ là đến ngày hôm nay cải thì cũng có thể cố gắng thì có thể cho hết, nhưng mà không biết xử lý như thế nào. Nhưng mà hiểu được tình cảnh của người nông dân, hiểu được cái khó khăn, cái vất vả để làm nên cái nông sản, thì các cô chú chung tay với nhau. Em Phong có một giải pháp rất hay, đó là sẽ vô một bịch tịnh như vậy là 10kg, sang sẻ với giá yêu thương là 50.000 đồng. Ai có mua được thì mua, ai có giúp được thì giúp. Và trong thời gian rất ngắn, với sự chia sẻ của em Phong Bụi, sự nhiệt tình của chị Tưởng và tất cả mọi người, hơn 4 tấn cải đến Sài Gòn và đã giải cứu thành công. Một số tiền rất lớn á cô bác của anh chị. Nói ra số tiền này thì chắc cô bác của anh chị không ngờ đâu. Và với hơn 4 tấn cải vừa rồi, với tổng chi phí vận chuyển và mua lại cái tôm cụ là chỉ có 7.8 triệu thôi, cộng thêm 2.500.000 đồng nữa, sau này khoảng hơn 10 triệu, thì em Phong Bụi và chị Tưởng bán tổng kết được là số tiền 29 triệu đồng. Một số tiền rất lớn đúng không? Cho một tràng vỗ tay. Dạ. Như vậy là tôi cũng rất mừng. Dạ. Và Bùi Hồ với em Phong Bụi có trao đổi với nhau như thế này: với số tiền 29 triệu đồng, nông dân thì lỗ, ai cũng lỗ, ai cũng sống trong cái cảnh là
bán lưng cho trời, bán mặt cho đất, và số công nó cũng bằng nhau. Thì Bùi Hồ có trao đổi với em Phong á, là sẽ lấy trích ra 2.500.000 đồng đó để gửi tiền cho em, tài xế cho em Trung. Tuy nhiên ngày hôm nay thì Trung lại bận công việc nhà không đến được, thì Bùi Hồ sẽ gửi cho em sau. Còn số tiền còn lại, Bùi Hồ chỉ nói là gửi cho anh 17.500.000 đồng. Số tiền còn lại thì Bùi Hồ gửi là em Trung 2.500.000 đồng. Còn lại 15 triệu thì Bùi Hồ sẽ trích ra gửi cho ông cụ thêm 5 triệu nữa, để coi như là có chút đỉnh lời, là số tiền được 10 triệu. Còn 10 triệu còn lại á, thì gửi lại cho anh Tiện để anh làm vốn vào mùa sau. Có nghĩa là sẽ chia ra đồng mỗi anh với lại ông là mỗi người được 10 triệu đồng. Cái số tiền vận chuyển cải chi phí lên Sài Gòn và trao 5 triệu đồng của ông cụ là được chú Thiện Minh và cô Diệu Tiền ủng hộ. Còn số tiền dư còn lại từ 29 triệu đó trừ đi cho 27 triệu 500. Ồ, trừ đi cho 17 triệu 500 thì số tiền còn lại đó em Phong Bùi và chị Tưởng sẽ sử dụng vào cái bếp cơm và nấu ăn để phát cơm cho những bệnh nhân còn khó khăn ngay tại bệnh viện ở Sài Gòn. Ông Sáu thấy được không? Rồi, như đồng ý. Rồi anh Tiện thấy sao? Em ngon lành. Dạ, thương với cô bác quý anh chị một lần nữa thì thay mặt cho ông Sáu, rồi anh Tiện và tất cả các cô chú anh chị ở đây, cảm ơn chị Tưởng, em Phong Bụi và tất cả mọi người đã cùng đồng hành chung tay với số tiền rất là lớn để hỗ trợ cho những người nông dân chân lắm tay vùng như thế này có được cái mới vốn để mà trồng vụ sau và mong nó sẽ phát triển hơn. Vậy là mừng quá ông Sáu hả? Thì tôi xin có vài lời là mang ơn các vị mạnh thường quân trong nước và ngoài nước. Nó tôi thành thật mang ơn nhiều lắm. Dạ. Hôm bữa con đi theo xe là lên tới trển là 11 giờ rưỡi đó em Sáu. Chuyển hàng xuống là 12 giờ. Chuyển hàng 2 chuyến, một chuyến đầu là 3 tấn, chuyến sau chỉ hơn tấn thôi. Và chuyến sau thì em tài xế thì chạy phải lên Sài Gòn trễ giờ, phải đứng đợi hơn 3 tiếng đồng hồ, 8 giờ tối mới vô và quay xe lại là cũng gần sáng luôn. Chuyến lần thứ hai á, chuyến lần đầu thì đi thì không có đợi nhưng mà phải cũng quay về là 5 giờ sáng luôn. Thôi thì bây giờ con thay mặt cho chị Tưởng và em Phong Bụi gửi lại cho ông Sáu 5 triệu đồng nữa là 10 triệu của từ chị chú Thiện Minh và cô Diệu Tiền, 5 triệu đồng nữa là tổng cộng 10 triệu ha. 1 2 3 4 5 rồi. Dạ mừng ha. Vậy là được 10 triệu, vậy là lời không? Nếu như mà ấy cần có lời không có sao? Có lời rồi đó. Có lời rồi. Dạ. Có lời đặng mà xuống giống chỉ cái vụ sau. Dạ. Cũng bởi vì tôi nói là nông dân hiện đang bây giờ làm rẫy là hên xui, may rủi. Dạ. Làm thì làm nhưng mà cũng phải mong cầu sao mà cho nó được kha khá. Đặng mà mình làm tiếp tục nữa. như vậy là trước hết á thì tôi cũng mang cái ơn của chú Hồ với là cái chú này hai đó. Chú giúp đỡ mới được như vậy thôi chứ không có hai chú là chắc cũng thôi cũng rồi. Dạ rồi ông Sáu ơi, vậy là mừng rồi ha. Rồi bây giờ đây là cái phần 10 triệu còn lại gửi cho anh Tiện để về nhà cho vợ cho mùa sau làm tiếp để thôi vợ cự. Này em gửi cho anh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vậy là anh Tiện 10 triệu, ông Sáu được 10 triệu. Anh Tiện muốn nói gì hả? Nói vợ chồng của tôi anh Tiện có gì là cảm ơn Mạnh Thường Quân nhiều lắm. Tại vì lúc này là lúc thắt ngặt mà giúp tôi được gì là tôi rất mang ơn. Cầm dây thun nè. Cái số cải của tôi với lại của chú Tiện này đem đầu ngoài mà phân phối và làm được như vậy, được có số tiền dư như thế này thì tôi cũng mừng lắm. Tôi cũng rất mừng. Thưa ông Sáu, nói để mà bán thì được 29 triệu thì không phải. Mà phải nói là cô chú anh chị vừa mua mà vừa thương vừa cho nữa, vừa giúp. Dạ, vừa giúp nữa, vừa nên chứ mua phải là mà bán vừa mà được 29 triệu. Tại vì chị Tưởng là trong cái quá trình vận chuyển lên á, là cải này nó cũng bị hư, bị úa, nó bị hầm á. Nên cô bác anh chị cũng nhưng mà đó. Các vị này có tấm lòng hảo tâm nữa. Dạ. Có tấm lòng hảo tâm nữa chứ không phải là không. Dạ. Vừa mua mà vừa giúp là có tấm lòng hảo tâm.
Dạ. Ừ. Thưa với cô bác anh chị, còn lại đây là 2.500.000 đồng, đây là tiền tài xế mà tài xế phải thuê xe rồi tiền chi phí xăng cộ đó, thì Bùi Hồ sẽ gửi sau do là không có em Trung ngày hôm nay tại đây, tại vì trong thời gian sắp tới thì Bùi Hồ phải có một cái chuyến hành trình cũng khá là dài ngày ha. Còn bây giờ thì chắc có lẽ một lần nữa thì Bùi Hồ không biết nói gì hơn thay mặt cho những người như ông Sáu, anh Tiện và tất cả các những hoàn cảnh khó khăn. Cảm ơn em Phong Bụi, cảm ơn chị Tưởng, tất cả các anh em, đồng thời cảm ơn tất cả các cô chú quý anh chị, quý mạnh thường quân đã đồng hành chung tay để cho nông dân vượt qua hoàn cảnh khó khăn như thế này. Và một lần nữa Bùi Hồ cũng xin chân thành cảm ơn chú Thiện Minh và cô Diệu Tiền ở Sài Gòn đã đồng hành với Bùi Hồ để hỗ trợ giải cứu những cái đám cải của người nông dân đang trong hoàn cảnh khó khăn. Còn bây giờ thì không biết nói gì hơn, xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở những video clip sau. Cái cải đường trống bây giờ là còn 2 công, bán cũng gần được rồi, mà miễn lái thương lái mà không mua nữa thì tôi cái này tôi cho thẳng luôn, chứ không lấy tiền nữa. Không, sao vậy? Thôi để nhiều đây đủ tiền giống rồi, mình lỗ chút đỉnh cũng được, cũng vui. Không lấy luôn. Không lấy luôn. Ừ. Tại cái này nó hơi nhiều rồi. Ừ. Nếu như mà không lấy thì có cách như thế này, có thể ví dụ như giống cải của anh thì có thể giải cứu được, và chị gửi xuống anh có thể mua gạo tổ chức một lễ phát cho vòng cho bà con đây rồi, hoặc rồi, là những người mà đi hái cùng với lại anh á, người 10 cái gạo thùng mì gì cũng được, đúng không? Rồi, mình có thể mình không nhận thiện kim nhưng mình sẽ san sẻ lại những người khác nữa. Rồi cảm ơn anh rất là nhiều, rất là tốt luôn trời. Cảm ơn anh nha. Dạ.